đối thủ, kẻ thù, không những để chỉ những nhà huấn luyện đối đầu và xem nhau như là một thử thách mình phải vượt qua. Chiến thắng họ thì con đường vươn đến đỉnh cao của chúng ta tiến thêm một bậc, mà cả trong tự nhiên có những loài sinh vật sinh ra đã định sẵn là phải đối đầu nhau. Nhờ đó mà cân bằng của hệ sinh thái mới được đảm bảo, không cho bên nào phát triển quá mức, ảnh hưởng đến các giống loài khác. Và đương nhiên, trong tự nhiên của thế giới Pokemon cũng có những giống loài đối đầu nhau vì chúng có thể là con mồi và kẻ săn mồi, cũng có thể đối đầu nhau vì tranh giành lãnh thổ, hoặc đối với những Pokemon kiến tạo thần thánh hơn thì chúng đối đầu nhau vì chính những tư tưởng và biểu tượng mà chúng đang đại diện. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua đâu sẽ là những cặp Pokemon thiên địch sinh ra đã không đội trời chung. Đây cũng sẽ là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào đang còn do dự sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video đăng tải hàng tuần trên kênh. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Hai con Pokemon đầu tiên thì theo tôi câu chuyện của nó khá là hài cốt. Rattata vùng Kanto di cư đến vùng Alola bằng tàu chở hàng, rồi tụi nó sinh sản ở đây với số lượng lớn do điều kiện khí hậu ôn hòa. Song vì quần thể Rattata phát triển quá mức, người dân Alola đã nhập cư loài Yungoos, một Pokemon đến từ vùng đất khác, vào tự nhiên để xử lý tụi Rattata này, tạo ra sự cạnh tranh giữa Rattata và Yungoos. Tuy là những Pokemon săn mồi khá giỏi và thức ăn ưa thích của tụi nó là tụi Rattata luôn, nhưng vì Gumshoes và Yungoos hoạt động chủ yếu vào ban ngày, khi mặt trời lặn thì sức bền của các Pokemon này lại cạn kiệt và nó sẽ ngủ thiếp đi tại chỗ. Nhờ đó mà khiến cho tụi Rattata hệ thường vùng Kanto nay đã đổi thói quen của mình để trốn khỏi loài thiên địch này của chúng. Tụi Rattata di chuyển đến các khu vực thành phố thay vì nông thôn để trốn tụi Yungoos, trở thành các loài sống về đêm và hình thành những tổ lớn do những con Raticate lãnh đạo. Tụi nó cũng trở nên ma mảnh hay ăn cắp và sống ở những nơi thiếu sáng hơn vào ban ngày. Do là hình thành cá tính cà chớn hơn nên tụi nó cũng dần thay đổi và có thêm hệ bóng tối trong người. Những con Rattata vùng Alola đôi khi còn có thể di chuyển bằng hai chân thay vì là bốn chân như bình thường. Đó là lý do vì sao khi chơi game ở trong vùng Alola cùng một chỗ, ban ngày thì bạn sẽ gặp Yungoos, ban đêm thì mới gặp những con Rattata và con Raticate vùng Alola. Tụi Rattata vùng Kanto thì không xuất hiện trong vùng Alola này vì họ đen tối một chút xíu là những con Rattata nào ở ngoài tự nhiên thì tụi nó cũng nghẽo hầu hết trước tụi Yungoos và Gumshoe này hết rồi. Cặp đôi kẻ săn mồi và con mồi mà tôi muốn nói tới tiếp theo đó chính là Heatmor và Durant, một cặp Pokemon được tìm thấy ở trên đường Victory Road, danh giá của vùng Unova, đại diện cho một ví dụ kinh điển về kẻ săn mồi và con mồi. Với Heatmor là thú ăn kiến và Durant là kiến. Không những vậy thì vai trò kẻ săn mồi và con mồi của tụi nó cũng nằm ở hệ mà tụi nó đang mang luôn. Durant có song hệ bọ và thép, một song hệ phòng thủ cực kỳ tốt nhưng chỉ bị khắc chế 4 lần bởi duy nhất hệ lửa. Và Heatmor với đơn hệ lửa chính là kẻ săn mồi của tụi nó ở khu vực vùng Unova này. Trong Pokédex miêu tả rằng Heatmor dùng lửa để nung chảy lớp vỏ ngoài của Durant trước khi ăn tụi nó. Nhưng Durant thì lại tấn công theo nhóm và các thành viên của nhóm này đóng vai trò khác nhau trong việc xua đuổi Heatmor khỏi địa bàn của chúng. Trong Pokédex cũng có nói rằng các nhóm Durant đào tổ trong núi và xây dựng các mạng lưới đường hầm phức tạp, giống như là kiến làm tổ dưới lòng đất trong thế giới thực. Từ đó thì ta có thể thấy Heatmor nếu có lợi thế rõ ràng về mặt săn mồi theo hầu hết mọi phương diện, thì Durant lại có lợi thế về lãnh thổ, đào hang để bảo vệ bản thân cũng như là thuộc địa của mình khỏi mối đe dọa dữ dội từ loài TT phun lửa này. Nếu những con TT ở ngoài đời săn kiến có thể dùng lưỡi dài và móng vuốt để có thể đào đất lên mà ăn, thì loài Durant với hệ thép đã có thể làm tổ và xây dựng mạng lưới đường hầm ở trong sườn núi. Heatmor thì dù có ưu thế áp đảo như thế nào về hệ cũng không thể nào dùng sức đào bới những vách đá cứng chắc để mà tìm được Durant. Thành ra thì Durant sẽ có thể thua về mặt sức mạnh nhưng sẽ khó mà có thể thua trong cuộc chiến trốn tìm. Cho nên nếu chúng ta để ý một chút, trong Pokemon Black and White, hai loài này chỉ xuất hiện duy nhất ở trong Victory Road. Tuy nhiên thì Durant lại ở trong mấy hang động, còn Heatmor lại được tìm thấy ở những con đường bên ngoài. Về cơ bản thì Heatmor sống như là một kẻ quan sát, chờ đợi cơ hội để có thể có được một bữa ăn. Trong khi thì Durant sống cuộc sống như một kẻ tị nạn trong chính môi trường sống của mình, luôn chạy trốn khỏi kẻ thù săn mồi. Tuy nhiên thì tụi nó có tinh thần đoàn kết hơn để chống lại kẻ thù của mình. Tiếp theo là cặp đôi thiên địch có lẽ nổi tiếng nhất trong tự nhiên, đó chính là Zangoose và Seviper. Là giống loài mới được tìm thấy ở vùng Hoenn, nhưng Zangoose và Seviper được người dân vùng Hoenn ai ai cũng biết đến như những kẻ thù không đội trời chung với nhau, thấy nhau là đánh, chả cần biết lý do gì hết. Đầu tiên thì chúng ta phải biết Zangoose và Seviper được lấy cảm hứng từ hai loài có thật là cây Mongoose và những con rắn độc. Loài cây Mongoose này được biết đến với khả năng chiến đấu và giết chết được rắn độc trong nhiều thế kỷ. Trong khi cây Mongoose có nguồn gốc từ Nam Á, Châu Phi và Nam Âu, thì một số loại kèm Mongoose thật sự được nhập khẩu từ các khu vực khác trên thế giới trong nỗ lực hạn chế số lượng rắn độc đang ngày càng bùng nổ hơn trên các khu vực này. Trên thực tế thì khả năng chống loại rắn của loài cây Mongoose được tôn sùng vào thời cổ đại đến nỗi người Ai Cập đã từ lâu ca ngợi lòng dũng cảm của loài cây này bằng cách ướp xác chúng và niêm phong chúng ở trong các ngôi mộ để làm người bảo vệ. Tụi cây Mongoose có thể giết chết được rắn độc rất tốt vì cơ thể của tụi nó tự sản sinh ra cơ chế hóa giải độc tố của loài rắn, khiến cho chúng miễn nhiễm với chất độc này. Để đối phó thì tụi rắn cũng không hơn là đi săn những con cây Mongoose non trước khi tụi nó trưởng thành với cơ chế kháng độc. Tự nhiên thì luôn như vậy sẽ không cho loài nào yếu thế hơn mà luôn sẽ tìm cách để cân bằng. Theo như thông tin trên thì chắc mọi người cũng phần nào để ý được đặc tính độc quyền của Zangoose là Toxic Boost đến từ đâu. Đặc tính này sẽ tăng thêm 50% công vật lý cho Pokemon nếu nó bị dính độc, và còn kèm theo đó cho Zangoose là một đặc tính nữa là Immunity, ngăn không cho Pokemon bị trúng độc luôn. Cả hai đặc tính này dường như là thiên địch với Pokemon hệ độc như là Seviper. Nhưng vết sẹo trên mặt của Zangoose cũng hoàn toàn là do phần đuôi như thanh kiếm của Seviper gây ra, cho nên là nếu ông ăn chả thì bà cũng không ngại gì cho ông ăn thêm cây cà lem hết. 1910 vậy thôi chứ không có đứa nào hơn đứa nào. Còn một điểm thú vị nữa, hai loài này không ưa nhau đến mức trong Pokemon X và Y có một cơ chế bạn sẽ bắt gặp một đàn Pokemon gồm 5 con một lúc, và đôi khi bạn sẽ tìm thấy được trong đàn 5 con Seviper sẽ có một con là Zangoose và ngược lại. Có thể hiểu như là tụi nó đang đánh nhau trong bụi cỏ thì tự nhiên bạn đi tới. Và nếu gặp trường hợp này thì dù chỉ có một kẻ thù chung là bạn thì tụi nó cũng sẽ lao vào đánh nhau cho đến khi con lạc lọi trong số đó bất tỉnh thì tụi còn lại mới quay ra đánh bạn, còn không thì nó cứ mặc kệ bạn muốn làm gì thì làm. Nhờ đó mà lại làm nổi bật hơn thế giới tự nhiên trong Pokemon. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về công cuộc chơi trốn tìm của Mareanie và nhà Corsola vùng Johto. Corsola là một Pokemon san hô khá nổi tiếng với những nghệ nhân làm đồ thủ công mỹ nghệ. Vì phần sừng của nó nếu được chế tác sẽ trở thành những món quà lưu niệm cực kỳ quý giá. Một số người giữ các nhánh san hô của Corsola làm bùa hộ mệnh để thúc đẩy việc sinh nở an toàn. Các nhánh san hô của Corsola lấp lánh rất đẹp với 7 màu sắc cầu vồng khi chúng bắt được ánh sáng mặt trời. Nếu bất kỳ nhánh nào bị gãy, Pokemon này sẽ mọc lại chỉ sau một đêm. Ở vùng Alola thì loài này không được yên bình như vậy, vì chúng phải luôn cố gắng chạy trốn kẻ thù săn mồi của mình, đó chính là Mareanie và Toxapex. Tụi này sẽ cố gắng ăn sạch sẽ những phần san hô nhô ra từ Corsola, và vì thời gian mọc lại của mấy cái sừng này khá lẹ nên là tụi Mareanie và Toxapex luôn lẻo đẻo theo sau để ăn tiếp những phần sừng mới. Vì vậy đến lúc để chạy trốn thì mấy con Corsola sẽ tự rụng phần sừng của mình theo chiêu kim thiền thoát xác để mà có thể cắt đuôi được tụi nó. Và đây cũng là một thực trạng có thật luôn. Mareanie và Toxapex được thiết kế dựa trên loài sao biển vương miệng gai, một loài sao biển háo ăn, và thức ăn ưa thích của tụi nó là những rặng san hô tuyệt đẹp và tươi tốt, điển hình như là mấy rặng san hô ở biển Maldives chẳng hạn. Tụi sao biển này sinh sản vô cùng nhanh, sức ăn thì vô biên khi tụi nó có thể tàn phá hơn 90% những rặng san hô lớn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và việc cung cấp oxy cho con người, khiến các nhà bảo tồn hết sức đau đầu. Không chỉ sinh sản tốt mà tụi này còn có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, nên người ta mới tìm ra cách là tiêm độc cho tụi nó. Một loại độc chỉ có tác dụng với sao biển vương miệng gai chứ không ảnh hưởng đến môi trường. Tiếc là các rặng san hô không có chân mà chạy như là Corsola, nên chỉ có thể nhờ vào sự can thiệp của con người để mà có thể sống sót. Nhưng trớ trêu thay, nếu ngoài đời tụi sao biển này bị tiêm độc để ngủm thì tụi Mareanie và Toxapex lại có sẵn hệ độc trong người luôn, hết đường cứu chữa. Việc Corsola bị bám đuôi sẽ được thể hiện khá rõ ở vùng Alola nếu bạn chơi Pokemon Sun and Moon. Các Pokemon ở vùng này có tinh thần đoàn kết rất cao, nên khi gặp con Pokemon nào ngoài hoang dã, nếu nó thấy đánh không lại chúng ta thì nó sẽ gọi đồng đội xuất hiện. Đây sẽ là một cơ chế khá vui và Corsola thì cũng không ngoại lệ. Có điều, sẽ có 5% khả năng Corsola không gọi ra đồng đội của mình mà gọi ra một con Mareanie. Mà con này cũng không tốt lành gì hết, kiểu nó chỉ bám theo Corsola, đợi đến lúc con Corsola này bị chúng ta đánh mệt rồi thì nó sẽ quay ra tấn công Corsola luôn, chứ không giúp đỡ gì hết. Cái này giống như trường hợp của Zangoose và Seviper bên trên vậy đó. Bởi tao nói cái con này không phải đĩa mà bám dai gì đâu. Tiếp theo cặp đôi mà tôi muốn nói tới đó chính là Tinkaton và Corviknight ở vùng Paldea. Thật ra thì tôi cũng không nghĩ hai đứa này có quan hệ là kẻ đi săn và kẻ bị săn đâu, tại tôi thấy con Tinkaton ở vùng Paldea này nó ba trợn nhiều hơn là nghiêm túc săn mồi. Trước hết thì Corviknight là một Pokemon chim có kích thước khá to lớn. Tụi nó thì cũng rất khỏe và là loài chim bản địa của vùng Galar. Nhờ sự to lớn và khỏe khoắn cùng vẻ ngoài cứng cáp mà rất ít Pokemon nào bay trên trời dám kiếm chuyện với loài Pokemon này. Người dân Galar thì thấy được sự tiện lợi đó đã sử dụng Corviknight làm Pokemon vận chuyển cho dịch vụ xe taxi trên trời, vừa ngắm cảnh và cũng không sợ những tụi Pokemon nào trên không dám lại gần, vì tụi này đều e dè trước Corviknight hết. Tuy nhiên thì qua vùng Paldea, dù cho ở đây cũng có dịch vụ xe taxi trên trời, nhưng Corviknight lại mất miếng cơm của mình hoàn toàn. Không phải vì tụi nó yếu đi hay là gì cả, mà ở vùng này có những con Tinkaton hay sử dụng cây búa to tổ chảng của mình để phang thẳng những cục đá lên trời và tấn công những con Corviknight mà tụi nó nhìn thấy. Giờ đây thì việc di chuyển mà xe taxi trên không trở nên vô cùng nguy hiểm, và rất có thể tụi Tinkaton sẽ phang đá lỗ đầu khách hàng và không có chút an toàn đường bay nào. Nên thành ra ta sẽ thấy ở Paldea, người ta sẽ dùng 4 con Swagapility để vận chuyển một chuyến bay, thay vì là sử dụng một con Corviknight như vùng Galar. Thà người ta tốn tiền nuôi 4 con, còn hơn tốn tiền trả viện phí cho khách hàng bị thương. Vậy thì tại sao lại có chuyện này? Thật ra thì trong Pokédex cũng không nói rõ. Và con mồi thật sự của gia đình tiên cầm búa này lại là những con Pidgeot và Pioneer cơ. Trong Pokédex bảo rằng cây búa của tụi nó đang xài lấy từ phần thân của những con Pioneer và Pidgeot mà tụi Tinkaton và Tinkatop đánh bại. Đến khi cây búa được hoàn thiện, tụi nó sẽ tiến hóa thành Tinkaton. Lúc này búa thì đủ ngon rồi, nên có vẻ là tụi nó thích test những cây hàng của mình bằng cách phang đá và nhắm vào tụi Corviknight. Chứ trong Pokédex không có bảo rằng tụi Tinkaton dùng cơ thể của Corviknight và làm búa, cũng không có nói đến việc Tinkaton xem những con Corviknight là con mồi, mà chưa chắc là Corviknight đã dễ bị hạ bởi những cục đá của Tinkaton. Cái mà người ta sợ là nguy hiểm cho khách hàng mà thôi. Cho nên nếu quan hệ của Tinkaton và Corviknight là mối quan hệ gì tôi cũng không biết. Ngược liếng toàn tâm ngôn tình best ending gì đó tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là mấy con này nếu thấy Corviknight là đánh, đụng là trụng. Còn tụi cấp 1, cấp 2 tụi nó Tinkaton và Tinkatop mới đúng nghĩa là làm gỗ tụi Pioneer và Pidgeot luôn á. Tính ra thì đừng để vẻ ngoài của tụi nó lừa. Nhìn dễ thương vậy chứ tụi này cầm cây hàng đi gây sự khắp nơi chứ không có dựa đâu. Nếu mấy Pokemon ở trên đối đầu nhau vì chúng là kẻ săn mồi và con mồi, thì kế tiếp theo sẽ là những Pokemon đối đầu nhau vì tranh giành lãnh thổ. Đó chính là Heracross, Pinsir và Vikavolt. Đầu tiên thì Heracross ở vùng Johto được biết đến là cạnh tranh với Pokemon như là Pinsir để giành thức ăn. Vì hai loài này đều mang theo hệ bọ và cần nhựa cây để sống. Do cùng một sở thích ăn uống nên tụi này đối đầu nhau rất dữ dội. Nhưng khi qua đến vùng Alola, kẻ thù của kẻ thù sẽ là bạn. Giờ đây thì hai loài này trở nên hòa thuận hơn và chúng bắt tay nhau giành lãnh thổ với Vikavolt. Vì ở vùng Alola, loài Vikavolt này cũng thích uống nhựa cây luôn. Điều này cũng có thể được giải thích từ việc đây là 3 Pokemon duy nhất trong thế giới Pokemon được thiết kế dựa trên các loại bọ cánh cứng khác nhau. Vikavolt có lẽ được dựa trên loài bọ cánh cứng hươu cao cổ, Pinsir dựa trên loài bọ cánh cứng hươu cao cổ Nhật Bản, và Heracross mặt khác là dựa trên một con bọ cánh cứng tê giác Nhật Bản. Còn Mega Heracross dựa trên hình tượng của một con bọ cánh cứng Hercules. Ở Nhật thì việc đấu bọ là một hình thức giải trí khá nổi tiếng, nơi mà người ta sử dụng những con bọ hung sừng lớn để tranh đấu với nhau, vật lộn cùng nhau, giống như những võ sĩ sumo ngoài đời thật. Trẻ em Nhật Bản trước đây thì cũng dành rất nhiều thời gian trong các bãi cỏ hoặc là cánh rừng để tìm cho mình bằng được những chú bọ hung to khỏe nhất mà chúng gặp được. Và cũng vì truyền thống bắt bọ này của trẻ em Nhật Bản thì người cha đẻ Satoshi Tajiri mới có cảm hứng tạo ra thế giới Pokemon như ngày nay được. Hình tượng những con bọ với những chiếc sừng to lớn và khỏe mạnh như vậy là nguồn cảm hứng bất tận cho các truyện tranh và phim ảnh. Ở Nhật thì họ cũng xem những con bọ hung này là một biểu tượng cho những người hùng chính nghĩa. Dễ hiểu nhất là series về Kamen Rider nổi tiếng của Nhật, với những người hùng có những bộ giáp lấy ý tưởng từ những con bọ. Đây cũng là một phần lý do tại sao hệ bọ lại khắc chế được những Pokemon hệ bóng tối. Quay lại thì cả 3 loài bọ ở trên đều là những 3 con bọ phổ biến được sử dụng trong những trận đấu bọ. Thành ra đã cất công thiết kế và cho tụi nó vào thế giới Pokemon này rồi thì ngại gì không cho tụi nó chiến đấu với nhau, tranh giành thức ăn, chỗ ở, địa bàn, thể hiện bản lĩnh như là một cách truyền bá văn hóa bắt bọ vào mùa hè, rồi mang chúng đi đấu nhau của nhiều thế hệ trẻ em Nhật Bản. Tiếp đến thì chúng ta sẽ điểm qua một cặp đôi khá là hơn thua với nhau, đó chính là Tsareena và Quarkrawl. Sao cái tên gì khó đọc dữ vậy trời. Quarkrawl là một Pokemon khởi đầu của thế hệ 9, nổi tiếng là một Pokemon tấn công nhân nhuyễn bằng những cú đá. Đôi chân của Quarkrawl được đào tạo bài bản và có sức mạnh đáng kinh ngạc, có thể phóng được một chiếc xe tải chỉ bằng một cú đá. Sử dụng đôi chân của mình thực hiện những động tác nhảy, và một số trong đó có vẻ được dựa trên những điệu nhảy từ những vùng đất xa xôi. Còn Tsareena chiến đấu bằng những cú đá được mài dũa tinh tế và những chuyển động duyên dáng. Mỗi lần nó tung ra một đòn, nó sẽ cười một nụ cười khinh bỉ đối thủ. Bởi vì chỉ có những con Stiny mạnh nhất mới có thể tiến hóa thành Tsareena, nên Pokemon này sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ các dạng tiến hóa trước đó của nó. Cả hai Pokemon này đều có thái độ xéo sắc như nhau. Thêm cái là vì tụi nó chung một sở trường, nên khi thấy nhau thì hai Pokemon này luôn tìm cách để so tài, cạnh tranh xem những đòn cước của ai là điêu luyện hơn. Với tôi thì có thể xem như đây là một mối quan hệ khá lành mạnh khi cả hai đều cạnh tranh nhau, nhưng với mục đích là phát triển bản thân, là một kiểu quan hệ mà khuyến khích cả con người nên có nha. Còn mấy kiểu đối thủ phía trên nó hơi độc hại nên tôi cũng không khuyến khích cho lắm đâu ha. Tiếp theo chúng ta sẽ điểm qua những Pokemon đối đầu vì lý tưởng của chúng. Hơi khó giải thích, nhưng những Pokemon này đã đạt được trình độ đối đầu nhau không phải vì những nhu cầu cơ bản như là thức ăn, chỗ ở, sự công nhận từ những người khác, mà tụi này đối đầu nhau vì sự xung đột quan điểm và biểu tượng mà chúng đại diện. Và để có đủ sự cao cấp trong tư duy đó thì chắc chắn loại Pokemon này phải là huyền thoại rồi. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến Groudon và Kyogre. Đây là một cuộc cạnh tranh kinh điển và quan trọng nhất trong lịch sử của Pokemon. Kyogre là hiện thân của biển cả, đã triệu hồi những cơn mưa, những cơn sóng thần dữ dội, bão tố từ thời xa xưa cổ đại để tạo ra đại dương trên thế giới. Groudon là hiện thân của phần đất liền, đã nâng cách lục địa lên, tạo ra những ngọn núi và miệng núi lửa để tạo thành các khối lục địa nhấp nhô như hiện tại. Theo một nghĩa nào đó thì hai Pokemon này là người sáng tạo ra thế giới, ít nhất là về mặt địa lý, và chúng sẽ chiến tranh với nhau mãi mãi về việc đất liền hay biển cả sẽ chiếm lấy toàn cầu. Sức mạnh của tụi này kết hợp như là một phần của hai mặt nhị nguyên trong âm dương đã hình thành nên thế giới cân bằng mà chúng ta biết, không bên nào là vượt trội hơn bên nào mà chỉ có thể bổ trợ cùng nhau phát triển. Arceus đã tạo ra hai phe, một bên là phe biển, một bên là phe đất liền, giao cho tụi nó nhiệm vụ là bành trướng cái mình làm tốt nhất. Do đó thì tụi nó cứ gặp là đấm nhau như vậy suốt nhiều thế kỷ để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có mà nhờ vậy mà địa hình các lục địa và đại dương, dù tụi nó có hiện thân hay không thì vẫn luôn thay đổi. Chứ mà giờ thử bảo hai đứa này xong nhiệm vụ rồi thì chắc nắng cũng không còn để mà hơi nước bốc lên tạo thành mưa dông, núi lửa cũng không còn phun trào, thì lục địa thì khỏi phát triển nữa luôn. Nhưng mà một khi có bàn tay con người can thiệp vào, như cách mà team Aqua hay là team Magma đánh thức Groudon và Kyogre để phục vụ mục đích bành trướng của mình, thì các vị thần cũng đã chuẩn bị một vị thần khác là Rayquaza để mà lỡ hai đứa này đang ngủ cái bị đánh thức cái điên lên lao vào đánh nhau thì còn có người dẹp lại chứ. Nói chung thì kiểu chiến đấu của Groudon và Kyogre không mang ý nghĩa sinh tồn mà là để phát triển. Khi cả hai thế lực kiến tạo thế giới này đối đầu nhau sẽ tiếp tục khiến cho trái đất này thay đổi một hình dạng mới. Tiếp đến là Cresselia và Darkrai. Sự cạnh tranh của hai Pokemon này dựa trên loại giấc mơ mà tụi nó mang đến cho người khác trong khi ngủ. Thế việc cả hai cân bằng nhau như là Kyogre và Groudon thì cuộc xung đột này lại khá là đơn phương. Trong khi Cresselia, theo truyền thuyết, được cho là mang lại những giấc ngủ yên bình cho mọi người, thì sức mạnh của Darkrai khiến họ thường xuyên gặp ác mộng kinh hoàng. Nếu mà những giấc mơ xấu được xảy ra một cách tự nhiên thì không có gì thực sự đáng báo động. Nhưng ta được biết trong phần game Diamond and Pearl và Platinum, ác mộng mà Darkrai gây ra nếu kéo dài có thể khiến cho con người chìm sâu vào nó, khiến cho họ khó phân biệt được thực ảo, làm nạn nhân bị rối loạn lo âu cả trong khi ngủ, từ đó khiến cho họ mất dần sinh lực. Ngoài đời thì cũng có những phát hiện y khoa liên quan đến tình trạng này. Những cơn ác mộng được kích hoạt bởi sự căng thẳng tâm lý nghiêm trọng hoặc là chấn thương có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần. Từ đó thì Darkrai giờ đây giống như là một ký sinh, không chỉ khiến cho vật chủ của nó gặp ác mộng mà còn hút đi sinh lực của tụi nó, làm hỏng tâm trí của họ đến mức rối loạn tâm thần, dẫn đến có chấn thương nghiêm trọng. Đó cũng là lý do cho đặc tính Bad Dreams và chiêu thức độc quyền Dark Void của nó. Dark Void thì có 50% khiến cho đối thủ trên sân rơi vào trạng thái ngủ, và Bad Dreams có thể rút đi 1/8 HP mỗi lượt đối với những Pokemon nào đang ngủ trên sân. Và cũng chính nhờ lúc này mà đối trọng của Darkrai, Cresselia xuất hiện. Được xem như là một Pokemon đại diện cho trăng khuyết, Cresselia có sức mạnh xua tan ác mộng, và việc cầm một trong những chiếc lông vũ của nó được cho là sẽ mang lại những giấc mơ hạnh phúc. Nó cũng là một Pokemon rất giỏi trong các kỹ thuật hồi phục và chữa lành. Cũng trong phần game ở vùng Sinnoh, để chữa lành cho một cậu bé gặp ác mộng bởi Darkrai, ta phải lên đường tìm lông vũ ánh trăng của Cresselia để đánh thức cậu bé này. Nhìn về tương quan sức mạnh thì cũng cho thấy Darkrai là một Pokemon vừa đánh nhanh vừa đánh đau, cũng như là một Pokemon khá chủ động trong việc tấn công, tìm kiếm nạn nhân để ru ngủ. Còn Cresselia lại là một Pokemon phòng thủ cực kỳ tốt, từ sinh lực đến khả năng chống chịu. Với lối đánh của nó có phần thụ động, nhưng bù lại thì nó cũng có rất nhiều chiêu thức hồi phục, hồi máu và hỗ trợ đa dạng. Đặc biệt là chiêu độc quyền Luna Blessing, vừa hồi máu cho bản thân và đồng minh, vừa chữa khỏi mọi loại trạng thái xấu, trong đó có trạng thái ngủ của Darkrai. Tuy nhiên thì do nó mang hệ siêu linh, còn Darkrai là mang hệ bóng tối. Về cơ bản thì Darkrai có lợi thế về hệ hoàn toàn so với Cresselia, nhưng cũng nhờ cho nó có khả năng chịu đòn tốt, cùng với việc học được các chiêu hệ tiên như là Moonblast, mà kèo giữa hai Pokemon này cũng được đưa về thế cân bằng hơn một chút. Và thế là tôi cũng đã đi qua hết những cặp Pokemon mà tôi cho rằng là đối thủ không đội trời chung với nhau. Thế các bạn thì trong thế giới Pokemon còn những cặp đối thủ nào mà các bạn thấy nổi bật nữa? Hãy cho tôi biết phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!